Xin được mến chào tất cả quý vị, quý vị đã quay trở lại với trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trên các nền tảng của alo bác sĩ.com và bệnh đột quỵ.net. Thực hiện chủ đề vì sao người chăm sóc bệnh nhân đột quỵ thì lại hay bị đau nhức xương khớp. Và để trả lời cho quý vị cũng như là giúp quý vị có thể cải thiện được tình trạng này, hôm nay chúng tôi có mời đến đây sẽ được trân trọng giới thiệu có thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Dạ hiện thực mến chào bác sĩ Duy Linh ạ. À. À, kính chào hiện thực kính chào bác sĩ và kính chào các quý khán giả của kênh bệnh đột quỵ. Dạ. Yeah. À, thưa bác sĩ Mai Duy Linh, việc chăm sóc một bệnh nhân đột quỵ thì nó có khó khăn gì không? Và nó đòi hỏi là người nhà chúng ta phải có một sức khỏe như thế nào ạ? Dạ. Yeah. Thì thật ra cái việc chăm sóc một người thân đột quỵ nó đòi hỏi rất là nhiều vấn đề yeah. và nó gây ra rất là nhiều phiền phức cho gia đình. Ngoài việc là gây gây ra những cái vấn đề cho bản thân người bệnh, thì gây ra áp lực về mặt tâm lý, về mặt kinh tế và cả về mặt sức khỏe đối với những người mà chăm sóc bệnh nhân thì cụ thể ví dụ như là về mặt tâm lý thì nó bây giờ à, những người người nhà bây giờ ngoài những công việc hàng ngày bây giờ có gia tăng thêm cái áp lực đến chăm sóc về chế độ ăn uống tập luyện thuốc men cho người bệnh nhân. Ở ngoài ra thì việc thấy thấy à, người người thân của mình mà bị bị bệnh nè, rồi bị rối loạn về tâm lý nè, rồi à, bị à, nằm một chỗ nè thì cũng gây ra một cái áp lực tâm lý dẫn đến à, một số trường hợp mà à, thậm chí là người nhà bệnh nhân cũng có thể bị trầm cảm theo luôn đó, dạ. đó là về mặt tâm lý thứ hai là về mặt thể chất á thì cái việc mà à, chăm sóc người bệnh đột quỵ đặc biệt là những người mà họ nằm một chỗ hoặc là họ chỉ có thể là ngồi được thôi á mà không có tự đi lại để mà thực hiện những cái chăm sóc vệ sinh cá nhân á thì gia tăng cái áp lực lên cái việc mà người nhà họ phải làm hoặc là phụ giúp cho cái bệnh nhân thực hiện những cái công việc đó thì dẫn đến á, là có thể dẫn đến những cái vấn đề là đau nhức xương khớp. Dạ, thưa bác sĩ Mai Duy Linh, bộ số gia đình thì chúng ta có nhiều người nên mình có thể thay phiên để chăm sóc cho người nhà của mình nhưng mà cũng có gia đình là chỉ có một người thôi và một người này họ phải chăm sóc luân phiên và chăm sóc mỗi ngày cho bệnh nhân bị đột quỵ thì với một cái cường độ làm việc cả ngày như thế nếu như mà chúng ta bị đau nhức xương khớp thì liệu rằng là mình có cái cách nào để khắc phục hay là mình uh, cân chỉnh như thế nào hay không ạ yeah. thì cái tình huống này cũng khá là thường gặp à, đặc biệt á, là những trường hợp mà gia đình mà chỉ có một người thân để mà chăm sóc thôi á, yeah. thì cái tỷ lệ mà bị đau xương khớp rất là cao À, đa số những trường hợp mà, mà 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 đi khám xương khớp mà có người nhà bị đột quỵ đa số là người thân nó chỉ là người thân một mình thôi yeah. à, cho nên là khi mà những người đó đến khám thì tôi khuyên có những lời khuyên mà thực sự họ thấy là họ rất là khó thực hiện được à, tại vì bây giờ họ phải chăm sóc người bệnh thì cái việc mà họ chăm sóc người bệnh đã đã chiếm rất là nhiều thời gian rồi cho nên là ví dụ như là tôi khuyên là họ phải tập thể dục đặc biệt là ví dụ như đi bộ đạp xe đạp hoặc là đi tham gia những cái vật lý trị liệu à, thực sự cái việc mà họ chăm sóc vừa vừa đi làm công việc hàng ngày vừa chăm sóc người bệnh nhân thì gần như là chiếm rất là nhiều ờ uh, thời gian cho ừ. cái người thân cho nên là những cái việc đó thì thật sự á, là họ thường nói với tôi là họ không có thời gian để mà thực hiện ví dụ như tập vật lý trị liệu hay là tập thể dục gì đó à, cho nên cái việc mà gọi là giải quyết cái vấn đề đau xương khớp, đặc biệt đau nhất cơ xương khớp đối với những người mà chăm sóc người đột quỵ là một vấn đề rất là khó khăn. thì thường á là thứ nhất á, là thường là họ phải đi những người đó những người mà bị đau nhất xương khớp đó họ phải đi khám sớm và à, đến khám những chỗ nào mà về cơ bản là bác sĩ phải có thời gian để mà tư vấn. tại vì thông thường những thời những cái trường hợp đó là tôi phải có cái thời gian thứ nhất là để à, hỏi coi là động của họ hàng ngày như thế nào. Đó. Thứ hai nữa là những cái tư thế mà họ chăm sóc bệnh nhân như thế nào à, và từ đó thì tôi sẽ có những cái lời khuyên cụ thể. Ví dụ như là à, nâng đỡ bệnh nhân như thế nào để tránh đau lưng, à, nâng đỡ cho bệnh nhân như thế nào để tránh đau gối hoặc đau vai. Rồi à, ngoài ra thì ở nhà cần có những cái dụng cụ gì đó để mà người bệnh hỗ trợ cho người bệnh họ tự làm. À, những người bệnh đột quỵ họ tự làm để mà giảm áp lực lên. À, cái người thân ví dụ như là ở à, những trường hợp ví dụ như là chúng ta có thể mua thêm những cái gậy hoặc những cái khung để người bệnh tập đứng hoặc là chúng ta có thể là kê gọi là à, cài đặt thêm những cái thanh đỡ ở trong toilet để mà khi mà người bệnh đi thì họ có thể bệnh vào đó cho nên là sẽ làm giảm cái áp lực lên cái à, cái người chăm sóc rồi à, ngoài ra thì chúng ta có thể mua à, thêm những cái nệm để mà có thể là làm giúp cho làm giảm cái tình trạng là à, loét cho tì đè trong những trường hợp mà bệnh nhân không có thể tự xoay trở được và đặc biệt là ban đêm đó, tại vì ban ngày thì ví dụ như chúng ta người người thân ở nhà thì người thân có thể xoay trở cho bệnh nhân yeah. nhưng mà ban đêm á thì mình đâu có mình đâu có thức dậy cứ hai ba tiếng mình thức dậy để mình xoay trở cho bệnh nhân được chúng ta có thể mua thêm những cái đệm mà nó có thể đệm để điều phòng ngừa loét tì đè đó để mà nó sẽ thay đổi cái áp lực và làm giảm cái tình trạng loét tì đè ở ngoài ra thì người cứ gọi là cái người chăm sóc bệnh nhân á đột quỵ á cũng phải thường xuyên tập và ở đây á thì sẽ sẽ tập những cái bài tập đơn giản thôi và họ có thể thực hiện được ngay tại nhà và những bài tập đó mục đích là gì nó có hai mục đích thứ nhất á là làm làm tăng cái sức khỏe tăng cái sức cơ của người chăm sóc bệnh nhân đột quỵ lên khi mà sức cơ họ khỏe thì họ sẽ đỡ khi mà họ đỡ nâng đỡ bệnh nhân đó, thì sẽ làm giảm tình trạng à, gọi là bị chấn thương. Thứ hai nữa là những người à, thứ hai nữa là sẽ làm giảm gọi là thư giãn những cái cơ. Ví dụ như sau khi mà họ chăm sóc bệnh nhân, họ giúp bệnh nhân đứng dậy đi toilet ừ. hoặc là họ giúp bệnh nhân à, gọi là tập vật lý trị liệu tại nhà đi, tập tập những hoạt động tại nhà xong rồi á thì họ có thể những người chăm sóc bệnh nhân đó thì họ có thể là à, tập những bài tập thư giãn để mà gọi giống như là làm giảm cái tình trạng viêm gân sau khi mà mình giúp đỡ người bệnh nhân thì cái đó thì cần phải có thời gian hoặc, hoặc cần có thời gian tư vấn thậm chí là phải chỉ rất là kỹ là chúng ta phải tập những bài như thế nào. Yeah. À, thưa bác sĩ Mai Linh vì thật ra thì cũng không có thời gian để để ý đến sức khỏe của mình cũng như là vì họ bận cái thời gian đó để quan tâm đến cho người thân của mình bị đột quỵ cho nên là rất là nhiều người sử dụng các cái biện pháp như là mình sử dụng dầu gió hoặc là cao hổ rồi một số cái phương pháp như là rượu ngâm để mà xoa bóp ở cái vị trí mà mình bị đau nhất thưa bác sĩ nếu như vấn đề này mà chúng ta không cân nhắc để đến cơ sở y tế mình sử dụng lâu dài những cái sản phẩm như vậy thì có gây ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào ạ? Yeah. Thì ra những cái biện pháp đó về cơ bản á nó cũng tương gần gần giống cái biện pháp gọi là chùm nóng ờ, trong vật lý trị liệu có những phương pháp ta gọi là làm nóng hoặc là chùm nóng thì uh, nó sẽ tùy thuộc vào cái tình trạng bệnh lý uh, đau nhức cơ xương khớp. thì thông thường á những tình trạng đau 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 khớp nói chung hoặc đau cơ đau xương Nó sẽ chia làm hai nhóm một nhóm là có viêm và một nhóm là không viêm. thì cái biểu hiện của một cái đau khớp mà có viêm á tức là thường chỗ đó sẽ sưng lên, uh, mình sờ thấy sẽ nóng hoặc đôi khi có đỏ thì đó là báo hiệu một tình trạng viêm. thì những cái tình trạng viêm này á thì chúng ta không nên trường những cái biện pháp mà làm nóng ví dụ như là chườm nóng hoặc là xoa dầu gì đó lý do tại sao là khi mà chúng ta làm như vậy thì tình trạng viêm nó sẽ càng nặng hơn à, cái này tôi gặp rất là nhiều trường hợp tức là nhiều khi họ chấn thương xong thì họ ví dụ họ chật chân chật tay gì đó à, xong rồi thì nhiều khi là không có sưng gì hết yeah. à, nhưng mà đau thôi à, về nhà thì chườm nóng hoặc là bôi dầu gió vậy ngày hôm sau nó sưng lên thì à, yeah. đó là những trường hợp đó thì rõ ràng là đau khớp do viêm thì chúng ta không nên áp dụng những biện pháp như là chườm nóng hoặc là xoa dầu gió dầu nóng mà thay vào đó chúng ta nên chườm lạnh à, ta gọi là à, lấy lạnh chỉ nóng đó à, yeah. à, đó là cái nhóm thứ nhất là nhóm tình trạng là đau khớp do viêm nhóm thứ hai là đau khớp mà không do viêm thì đối với đau khớp không do viêm thường nhất á là những trường hợp mà thoái hóa khớp à, thì những trường hợp này á, thì chúng ta có thể áp dụng được những biện pháp mà làm nóng à, ví dụ chùm nóng rồi xoa dầu nóng gì đó thì những biện pháp đó có thể làm giảm đau tạm thời tức là nó không có giải quyết được cái vấn đề gốc đâu nó chỉ giúp chúng ta giảm đau tạm thời thôi thì cơ chế nó cũng giống như là cái tình trạng mà chúng ta bị mũi cắn ngứa thì yeah. giờ chúng ta cãi thì chúng ta sẽ bớt ngứa thì cái vấn đề là khi chúng ta chùm nóng lên nó cũng sẽ làm gọi là đánh lừa cái cảm giác đau của mình cho à, nên là bây giờ nó cơ thể chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề nóng thay vì chúng ta tập trung vào vấn đề đau cho nên làm giảm cái cảm giác đau, hay chứ nó không có giải quyết được cái vấn đề gốc. Đó. Thì đó nó sẽ tùy thuộc vào cái tình trạng là có có viêm hay không. Dạ. À, thưa bác sĩ trên thị trường thì cũng có, thực ra thì chúng ta sẽ có những cái chiếc giường massage hay là ghế massage và những cái thiết bị này thì ở à, theo bác sĩ Mai Duy Linh nó có giúp gì cho người đột quỵ và cả là người thân mà chăm sóc cho người bị đột quỵ hay không ạ? Dạ rồi. Thì thật ra cái vấn đề chúng ta phải coi cái mục tiêu của những ghế massage là gì thực ra đa số mục tiêu của những ghế massage là giúp chúng ta thoải mái có cảm giác thoải mái và đôi khi là làm giảm đau à, thì nếu chỉ đơn thuần là giảm đau thì những ghế massage đó nó có thể đáp ứng một phần cái tác dụng mục tiêu là giảm đau tuy nhiên tôi thấy là có rất là nhiều quảng cáo nói là những cái ghế massage này có thể chữa bệnh này chữa bệnh kia thực tế là những ghế massage nó không có giúp chữa bệnh cho à, nên chúng ta phải rõ ràng nếu như mục tiêu giảm đau thì ghế massage nó sẽ có hiệu quả À, thì nó đau bệnh nhân một bệnh nhân đột quỵ có thể là đau à, đau do rất là nhiều cơ chế đau do tổn thương thần kinh đau do co rút cơ co rút gân trật gân à, trật khớp à, đối với những người bệnh những người mà chăm sóc bệnh nhân đột quỵ thì họ đôi khi họ cũng những cái chấn thương do họ chăm sóc bệnh nhân hoặc yeah. đôi khi là họ cũng có thể đau gân à, đau khớp à, thì những cái ghế massage đó có dụng giảm đau tạm thời và cơ chế cũng giống như hồi, hồi nãy rồi tức là cơ chế y hệt những cái vấn đề chúng ta bị mũi đốt thôi yeah. tức là nó sẽ gãi cho chúng ta chúng ta cảm giác là chúng ta bớt đau à, nhưng mà khi mà hết gãi thì chúng ta sẽ đau lại à, cho nên nó có tác dụng giảm đau ngắn ngàn thôi à, nếu mà được cái là nó không có ảnh hưởng nói chung là nó, nó không có bị tác dụng phụ à, yeah. giống giống như chúng ta uống thuốc yeah. đó. đó là như vậy à, còn tóm lại là nếu như chúng ta mục tiêu là giúp chúng ta thoải mái giúp giảm đau thì những ghế massage đó có tác dụng còn với mục tiêu trị bệnh thì về cơ bản là không có tác dụng gì cả dạ yeah. à, theo bác sĩ mai duy linh và bác sĩ có thể chia sẻ cũng như là gửi lời khuyên về một vài cái sai lầm mà người thân chăm sóc được quỵ chúng ta dễ phải gặp phải để mình phòng tránh được tình trạng đau xương khớp Dạ yeah. thì có một số cái tình trạng sau thứ nhất á là chúng ta à, b gọi là giúp bệnh nhân thay đổi tư thế đặc biệt là từ ngồi từ nằm sang ngồi à, mà chúng ta không có biết cách là một thứ hai là chúng ta chăm giúp cho bệnh nhân thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng. À, mà chúng ta không có biết cách, thì những trường hợp đó rất là dễ khiến cho bệnh nhân bị đau lưng. À, và thứ thứ ba nữa là giúp cho bệnh nhân tập đi lại. À, tập đi lại mà chúng ta nếu mà chúng ta chịu lực không có đúng tư thế, nó sẽ chúng ta sẽ bị đau lưng và đau gối. À, thì những cái đó thì bắt buộc là thường á là khi mà chúng ta đi khám, đi tập vật lý trị liệu hoặc đi khám yeah. bác sĩ à hoặc nếu được thì alo bác sĩ cũng có thể làm cái video hướng yeah. dẫn cụ thể như thế nào yeah. à, thì giúp cho người nhà bệnh nhân có thể biết được cái những tư thế như thế nào à, để mà chăm sóc bệnh nhân hợp lý à, đó là cái thứ nhất cái thứ hai á là khi mà chúng ta chăm sóc bệnh nhân á thì à, có những trường hợp là à, bệnh nhân họ có vấn đề về tâm lý hoặc là rối loạn về nhận thức tức là do cái 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 tổn thương não đó ảnh hưởng đến vấn đề về nhận thức thì khiến cho là uh, ảnh hưởng đến uh, vấn đề tâm lý của chúng của cái người của người người thân đó uh, thì cái vấn đề ảnh hưởng tâm lý nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề đau uh, giống như tôi nói là có nhiều trường hợp là người nhà bệnh nhân bị đột quỵ bị thì cái người nhà đó trở thành bị trầm cảm Yeah. À, thì bây giờ khoa đã chứng minh là có nhiều trường hợp là họ bị trầm cảm và dẫn đến là đau nhất à, và có một dạng khác nữa mà có cái hội chứng này hội chứng này thì thực ra ở nước ngoài họ rất là quan tâm tới nhưng mà ở việt nam mình thì ít quan tâm tới gọi là à, tình trạng là đau sơ cơ thì cái đau sơ cơ này á, biểu hiện là bệnh nhân đau khắp người nhưng mà gần như là làm xét nghiệm chụp hình ảnh chụp chiếu gì đều bình thường hết trơn à, và những trường hợp này á khi chúng ta điều trị chúng ta lại điều trị những cái thuốc tương tự như là điều trị những cái bệnh trầm cảm à, thì những trường hợp đó bệnh nhân lại bớt đau. ta gọi là hội chứng đau sơ cơ thì à, lúc mà tôi làm bên Pháp thì có rất là nhiều tình trạng như vậy và thậm chí một số trường hợp nặng là họ phải truyền những cái thuốc à, để điều trị thuốc mà thuốc điều trị tâm thần á à, để điều trị ha thì à, đó tức là ngoài cái vấn đề là quan tâm đến vấn đề gọi là tư thế như thế nào để cho không bị chấn thương chúng ta phải quan tâm đến vấn đề tâm lý nữa, Hả? và vấn đề tâm lý là Việt Nam mình thì hay hay bỏ sót vấn đề đó. Dạ, yeah, um, xin được uh, thay mặt cho tất cả quý vị khán giả cũng như là ekip thực hiện và đặc biệt là uh, với những ai đang gặp phải cái tình trạng đau nhức xương khớp khi mà mình chăm sóc cho người thân của mình. Uh, trân trọng gửi lời cảm ơn đến uh, bác sĩ Mai Duy Linh đã có những thông tin chia sẻ rất là hữu ích. Và trước khi chúng ta khép lại chương trình hôm nay thì một lần nữa hiện thục xin được nhờ bác sĩ Mai Duy Linh gửi lời khuyên đến với tất cả quý vị khán giả làm sao để chúng ta có thể chăm sóc được tốt cho cả người thân và tốt được cho sức khỏe của bản thân của mình. Dạ, yeah. đối với một gia đình mà có những người thân bị đột quỵ á, thì có rất là nhiều vấn đề. Dạ. À, thì tóm lại thứ nhất á là chúng ta phải à, tập vật lý trị liệu cho người bệnh càng sớm càng tốt và tốt nhất á là bắt đầu từ ngày thứ hai tức là trong thời gian nằm viện à, là chúng ta đã phải tập vật lý trị liệu rồi và sau khi xuất viện thì nên đưa người bệnh đi vật lý trị liệu càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt. À, tối ưu là hàng ngày, 5 ngày một tuần à, nếu có khả năng và chúng ta sẽ tập ở nhà thứ hai nữa là chúng ta phải điều chỉnh lại những cái à, dụng cụ xung quanh nhà để giúp cho bệnh nhân có thể sinh hoạt được làm được những cái những cái sinh hoạt mà bệnh nhân có thể tự làm được hoặc là chúng ta phải hướng dẫn giúp đỡ bệnh nhân để họ tự chăm sóc được bản thân càng sớm càng tốt à, và thứ ba là chúng ta phải quan tâm đến vấn đề à, tâm lý của người bệnh và cả tâm lý của người nhà cái việc tâm lý là cực kỳ quan trọng tập lý nó không chỉ giúp cho chúng ta phục hồi về mặt thể chất phòng ngừa vấn đề đau xương khớp nó còn giúp chúng ta uh, cải thiện được cái uh, giao tiếp cũng như là uh, giúp đẩy nhanh cái quá trình phục hồi của bệnh nhân cũng như là uh, làm giảm cái gánh nặng cho những thành viên trong gia đình. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Mai Linh với những thông tin chia sẻ hữu ích ở chủ đề lần này. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Thưa chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc, thân ái chào và hẹn gặp lại kính chào quý khán giả hãy đăng ký kênh alo bác sĩ video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe